Yêu thấp rồi mà. Yêu nó thấp rồi, phim yếu quần luôn là perfect luôn á. Má ơi luôn đấy chứ. Đức Trung Lê, du học sinh Nhật gặp Ramus lên diều đen với món kháng phép bao ăn. Cố gắng sớm à. Cố gắng sớm nó phải canh cái tường là đi ra, ví dụ bụi này chạy ra, chạy ra đây, chạy tới. Tóc mất thi rồi đúng không? À, cái mắn này khỏi lên đau tím, lên cái phong thần kiếm rồi lên thủ thụ rồi. Chưa có đồ nữa. Hết rồi nè. Chắc là về nó. Nó nhiều các em hơi khó tí. An enemy has been slain. An ally has been slain. Nó con mày mày sao xong là ôm sao. Bỏ bát. Đai luôn ha, đai luôn ha. Này đổ máu đai ta. Này đổ máu đai không ta. Đai được, cũng đánh từ từ ra. Hai con chấp cả hề luôn thì sao cô cũng chưa ăn được nữa chứ. Điên. Chấp hết lính luôn. Cô đồ quá mà đã ăn. Cô đồ thế không đòi solo nó chịu mày luôn. Đồ châu rồi đấy. Tưởng tượng mặn gì á. Khác gì con quân chiếu nhà tôi nuôi không chứ. Yếu như quân chiếu mà cứ tưởng quái vật ba miền. Rồi được mẹ game. Hít váy cả lịt nữa. Shut down. Have I died?
Quét luôn. Cũng vậy nữa nè. Rồi nè mẹ nó chứ. Nặng. Lên ta lấp đầu cho nó lại là chui vào rừng này. Thế gì đây sâu lên sâu nè cái ơi. Nãy giờ luôn á. Vậy luôn này mẹ nó chứ R luôn rồi bắt tao đánh hay cả liền gầm cái lần nè điệp viên gầm cái lần. Đánh có khác gì cái thằng JC em trước đâu cô chứ. Sát thương thì cũng chả đủ để mà đẩy một tên lính luôn. Một tên nè. Ghê dữ trời. Chạy lên top đẹp. Trời ơi, mẹ nó chứ. Chết. Ừ. Ủa? 6 lít. Cho bạn đi ta. Đéo máu rồi.
má nó chứ. Hù và đó là ba thằng em nó. Bắt cái mít luôn. Nó là vì đét nọ luôn đấy chứ. Tại tôi nó lấp đầu. Người ta gắt lấy cái trụ này đó. Chồng anh ấy cái thằng rất là nhiều sao mình băm đâu ta lại. Mày đánh. Nhưng mà lăn này làm cho gì chứ. Không ai tìm nó luôn gì ta. Ôi rồng này mấy cậu ơi. Sao con một máu. Rồng thôi. Đây. Chụp một con brand. À, vì khô máu đơ luôn à. Hay à. Mạnh. Cái gì vậy? Ra đây. Sako biến về. Trời ơi. Đau lắm kìa. Ôi giời, ở đây nó yếu. Trời ơi. Ôi giời. Cô giá. Hay. Một chín mười một nói gì nữa. Đấy, đã xem qua là video nhớ là video ủng hộ mình đấy nha. Buổi trưa vậy em mọi người. Chính vấn đề. Ôi trời ơi. Video mà lăn luôn rồi đấy. Chạy quá hay chạy quá. Chạy cái gì mà chạy biết nè. Tao không biết lên chí mạng vậy.
cái vô điệu điệu trước những cái đao tím hoặc là ghê vậy. Hết tỏ điên à mày. Điên nó cũng giới hạn nữa chứ. Lão vậy chứ. Câu thủ rồi, xong lít rồi. Rồi. Những cái đao tím à. Chịu rồi, đấy có R luôn. Biết mình chết có đồng hồ không nhỉ? Nên là cứu chứ. Chết rồi nha. Ninh Bùi, Riot nên xóa đi khỏi nền tảng game này, nó quá khó chịu cho anh. Rank thấp là chung á, đây là rank cao đấy kìa. Nào, đi tìm nhau mà làm thế này. Má nó khổ ghê chứ. Thằng nào cũng đi tìm. Thôi, quýt đớp lại không, quýt đế con R. Kèo, giữ giả cổ rồi nha. Mà quyết định bắt à? Cô dạ. Cô dạ thì chịu rồi. Nhà nó còn cái nịt nào, nãy giờ xuống boss đẩy chứ không bắt nhà vẫn cơ đấy chứ. Còn cái nịt nó. Bạn lại xem những cái video nhớ là video của nó vào nhá. Mình đã làm được thí nghiệm lên với nó rồi. Đau thế nha. Mất hẳn 200 máu. Ninh Bùi, tôi đã làm đơn kiến nghị lên Riot. Đớp ngang bà lanh nha. Bà lanh nó chết rồi anh. Ba mẹ ra đây chứ. Bây giờ mình bắt tốc hành thôi luôn rồi. Ha 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 ha.
Chôn Việt Nam. À đù, chết mẹ. Ây à, bà đó. Cái lùm má đứng bàn phím rồi. Cái bàn phím. Má đứng bàn phím chứ, ảo ma thật. Không tin được luôn. Đã ăn. Má mày đang đánh nhau thì đứng bàn phím, đéo hiểu luôn. Đứng thật lắm không? Nãy tôi bấm chưa có được đâu. Nó thấy tôi phải bấm vào cái chuột, tôi phải bấm cái chuột vào cái R nó mới có lại. Giờ có lại nè. Quần đùi thật đấy, bàn phím tôi chuẩn bị thay là vừa đấy. Hết thay chuột thì thay bàn phím. Chào OWO nha. Bạn nào đã xem những cái video nhớ ra video ngộ nữa nha. Đứng bàn phím. OWO. Hello anh. Nãy giờ 17 mạng đấy đi đánh nhau nè. Em đánh nhau má mà hơn rồi cũng tạch luôn này chơi gì nữa lõ thế không biết cái săn một hai mẹ nó cơ nào yeah pussy một phe đi tuổi thế lúc nó khó chịu. Mạng thứ 20 của tín bịp. Mạng thứ 20 của tín bịp. Chào Khang nhé, hello Khang. Chào cảm ơn Khoa Hoàng là cái kênh nhé. Xong kèo rồi, tối nay về lít kia kim cương mấy đánh đó. Tối nay chắc về lít kim cương 2 đánh này bạn. Nhau luôn. Đại con thủ đánh không nhiều đây chứ mấy không? Đại cao thủ đánh tập này chứ mấy cham luôn đây này, còn một cham luôn nữa chứ đùa đâu, còn một cham lăn đại cao thủ nữa cơ, quỷ luôn. Tiến di chạm game mà lăn một cham lăn đại cao thủ à? Có linh dắt không á, làm gì có linh dắt gì thì mà thấp lắm rồi. Ừ. Tin tao rồi má, tin tao xong rồi lọ trước rồi chịu à. Ồ, tin. Chứ rồi. Dài happy, tôi còn công việc không chơi nhiều nhưng mà cầm sắc gặp y bị ganh. Không chia map lại bóp rừng rùi à. Lại chia map à. Chia map cho cái nha, anh em viewer va nhau mới công chia map cho an toàn nha mọi người ơi. Quang Long Vu, Rick đang mày chat thì bị tim bạn vào úp sọt. Ừ. Kỳ điên luôn đó chứ. Còn thanh thảy thôi, thanh thảy. Thanh thảy. Chết mẹ rồi. Lợn nó cầm quyền năng thì... Vẫn là mai ăn đó. Khó chịu vậy mày. Ôi trời. Rồi. Rồi. Đó, lên 3 tao mới đánh nổi cái A này. Cường hay Cường? Ra rất quá. Thật giết một con lính nó tao lên 3 cái. Trời ơi, ở nơi cuối con đường ta sẽ đi về đó. Joani tin gừng, gặp kèo chi đang chữa ông. Đủ hả? Tao thắng len này đó mà mày đánh như quần người ta luôn. Má mày nhé. Ừ.
Nghe là đi chứ. Nhất bốc cái lô á, bốc đồ bốc nó thật lực lắm. Đội má. Nó đánh cái đó chết em tôi rồi. Tới luôn nè. Nên đại này, kích tới luôn nè. À, tao không có e. Chắc không có được máu á. À, nhớ chạy cho con, chạy đi. À. Nghe nó má 20 trong 26 luôn. Lợn này nó chết. Đầu thật. Tao điên người nó luôn này. Má thích liên tục này. Quần gì trời. Cường hay cơ tin ai hết thiên thần. Tin được luôn, tao che mát che mông rồi đó. Chịu hẳn. Ra vào đây. Mà đỡ ta pha mất tao này đó, lên xe. Cường, tối nay hơi đen. Nhắc nó mới là 4. Đấy, vào đi, tao vào phụ đây nè. Nhắc lọ là nó chứ. Đây. Phụ thằng nốt được nó luôn á, má cái đéo gì này. Chơi game chạy lên đây. Cái lùm má sao cái game đéo nào cũng game mấy cả liền thật. Má mày cái game. Chứ mà tin được. Má ác quỷ thật đó chứ. Lăng chung, game nào cũng ngập lũi chơi hệ gia đình. Nó tem nó mạnh mà tem mình để ra cái quần gì cũng này. Má mày do tao chơi game để thắp nhang à. Do tao chơi game để thắp nhang à. Bắn len mà nhìn cái len khác nó nọ điên người luôn rồi. Thằng dắt gà này nó chứ. Gà dắt này nó. Đánh mắt đi. Chết rồi. Má. Nghe ông chủ để xong. Ra càng tí nó xấu nó xì xì trong đấy đánh được cái chứ. Càng tí nó xì xì trong đấy chơi nội. Có thiêu đốt nè. Rừng ở đâu hả? Dắt đây. Dắt có cái giày á. Nó mà đánh trước vài cái trước thì được. Không đánh được cái nào là cái mệt ha. Sao á. Má ơi. Đang hiếp dắt à. Cơ yên, chỉ có em cường mới cứu giúp em tí.
Thôi được rồi, về đừng có hít đứng vào tao cái. Mày hù nó chạy mất tiêu rồi. Má cái game. Mà tao làm tính đài chủ nó vào nó hù nó chạy mất tiêu luôn. Mày phải đứng đằng sau á, mày đứng mà nó chạy mất. Cửa Hegeron, chờ cứu anh luôn, mặt cười tít mắt. Tấm cứu em tiến, cứu bé nội luôn. Má ta được cái trụ đầu luôn á. Mắt sâu luôn kìa. Mà được mẹ nó chứ. Trời ơi, mắt phát gì vậy ta. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vé đi thôi, không cần quay trở lại. Ôi ơi, chồng chán chứ. 414 à. Mấy kẻ lìn thật. Hết máu rồi à. Để có chiêu mà đụng vào được người nó có réo nó đằng sau rồi. Lọ thiệt chứ. Mục tiêu mình là đẩy top end á, mà đẩy nội không. Má nó một mẫu mà không có mình nó, mình có đó là mình nên hốt hết rồi. Cái liền tem tôi. Thường hay cơ lần, Microsoft ơi cao. Mấy cái lợn nó chạy kai bai hết rồi, nãy tôi thấy rõ ràng nè. 0404141514141414 full 14 đúng không? Bây giờ nó chạy K3 là 1 năm đều hết luôn rồi đó. Cái lợn này nó chôn đâu mà. Chôn đâu rồi đúng không? Chôn đâu rồi đúng không? Mà chôn rồi quá. Nó chạy K3 đấy cả liền luôn. Gặp em Hiệp Jenny. Bây giờ tôi chơi đế nội luôn rồi. Bọn này nó chạy KPI mà. Cứ 1-2 giây là một mẹ à. Quần lắm. A10-0 nè. Mày ăn nó mắt luôn. Nó chạy KPI mà mấy ông. Nè, bắn hết. Cái đường má chứ. Thường hay cơ rừng, anh chưa thấy Grip FLQ Miss đâu. Mặt cười tích mắt. Tao hết sức rồi đó. Tao quá mệt mỏi đó. Ví dụ thằng rừng nó vết đang C3 đây nè. Trên mở map là nó biết ngay gì đâu. Bên bạn vẫn chưa biết nào xem. Mà nói chung mở ra thì cũng mệt đó. Khó chịu người ta chủ còn nguyên không này. Ta chạy xuống boss không? Đéo gì đây. Trời. Trung điện lạnh, bút Elo mới chạy cơ khi là gì vậy anh em? Nghe ấy. Ở đây nó xuống biết ta đơm nó kìa. Khó thể luôn nha.
Trời ơi. Vãi cái đạn thật. Một huyết kìa. À, tí được cao 3 rồi. Có mặt ai để chơi á. Mặt né đé gì đâu. Dạ. Dạ. Mình luôn rồi. Lại tiếp tục tập tạ vẫy đừng cho em cây cây. Má, nãy giờ để ăn đừng chít chít nó có hai đồ luôn. Má ơi, cái gì đây? Cái gì đây? Đại ca. Đại ca lìn thật đấy chứ. Sena đây, 3 đồ rưỡi luôn. Quá chịu. Hay à. Giảm. Em chết giác đi ra đây. Hai đạn luôn. Help me, help me, help me, đừng ngại ngần. À, hay help me cho nước mắt ta rồi. Rồi. Help me, help me, help me, đừng ngại ngần. Ừ. Nó sắp đau luôn. Nó như cái con bò luôn. Má ơi. Nít cái nách. Ba ron ra tele luôn kìa. Đủ ta ăn tới 14 mẹ em đã tem rồi đó. 17 phần 14, quên 14 phần 17 bà đấy. Sena này. Sena đồ này. Ai à. Trung lê, giác bú win. Hết luôn chứ bú win cái gì nữa. Nó tính tốc biến, nó hù AD nó cái mà AD nó sống luôn kìa. Để chết giác luôn nữa chứ. Phải khóc nó nước mắt bớt rơi. À. Chắc là my win. Được, hắt hắt ngắt mẹ người luôn. Cường hay cơ lần, Rick rốt ác. Tao nghi ngờ, có nghi vấn nó búp Yellow lắm à. Đó, lạ đời thật đấy chứ.